nay anh em mình lên cái tàng tích của cái nhà thờ cổ thời Pháp ở trên núi Ba Vì. Cái đường đi lên anh em từ cái đường lớn đi vào thì nó cũng cỡ 800 mét, nhưng đoạn đường xuyên sự anh em không có chạy xe ô tô lên được, đành phải đi bộ. Đây là gặp toàn xe vận chuyển phương tiện đất đá. Ở đây chia thành hai cái đường, không biết là đường nào lên cái tàng tích nhà thờ. Đọc bảng hiệu xem. Không có cái gì đặc biệt. Ở cái đường này đi đâu? Rồi đường này đi đâu? À đây, đây là cái, có lẽ đây là tàng tích của nhà thờ đây. Đây nha, không có phải không? Mình nghĩ chắc lại không phải. Có lẽ là không phải. Khu vực giống như hậu cần thôi chứ. Rõ ràng đây là một cái công trình chắc là cùng thời với lại cái nhà thờ cổ đó. Nhìn trên bản đồ thì thấy cái đường nó cụt anh em ạ. Có lẽ đường nó bị bật quá nhiều cây xanh nên là nó đã các anh em không nhìn thấy được. Phủ kín đường. Google Maps không nhìn không ra. Nhưng vào đây thì đường ô tô đi thoải mái. Anh em thấy đấy. Đường ô tô thì thoải mái. Có rất nhiều cây lớn đấy anh em ạ. Đang cố gắng tìm một cái nhà thờ. Phải nói là người Pháp rất là thú vị, vì đến đâu đấy là người ta tìm được cái nơi mà có cái điều kiện về thời tiết khí hậu mát mẻ. Lạnh một chút đó, là người ta sẽ chọn để người ta làm cái khu nghỉ dưỡng. Thì khi họ nghỉ dưỡng thì họ, người Pháp hay là anh em mình thế thôi. Theo cái truyền thống thì người ta có thờ, như mình là thờ ông bà tổ tiên. Đối với người Pháp thì người ta theo đạo Thiên Chúa thì người ta sẽ làm nhà thờ để người ta thực hiện các nghi lễ tôn giáo. Ồ, không biết là đi đến đâu vậy Tuấn? Này mình đang mất mạng internet nên là mình cũng không xem được là mình đang nằm tại vị trí nào trên cái tuyến đường trên núi Bạch Mã đây. À xin lỗi, Ba Vì. Ô, hy vọng mình sẽ tìm thấy. Ồ, có lẽ là mình tìm thấy rồi anh em ạ. Đây, anh em thấy không? Ừ. Để mình đến kia sẽ, mình nghĩ là đúng rồi.